risa pungala e safaga wato sa wakasanko ahunai yo bahunai yo danki nai yo anchali karani yo anuttarang punyak ketang kasati. Bậc diệu hạnh thanh văn đệ tử, bậc chánh chơn pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, thân trực hạnh lìa xa luân hồi, thành đạo quả bốn đôi tám chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, một niềm cao cả phước điền dày sâu. Vạn đa mi chê ti văn sam bằng sam bát tha nê su ba tính thì tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bố thân búa tha ru băng sa ca lăng sa đa vạn đa mi chê ti văn sam bằng sam bát tha nê su ba tính thì tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bố thân búa tha ru băng sa ca lăng sa đa vạn đa mi chê ti văn sam bang sam bát tha nê su ba tính thi tăng sa di di ca tha tu ma ha bồ thân bùa tha ru băng sa ca lăng sa đa. Con xin cung kính nhất tâm đảnh lễ xá lợi kim thân Phật Đà, bồ đề bảo tháp gần xa, đời đời hương liệu trầm hoa cúng dường. Cha ra thầm mom hi cha rằng anati to ya thi thầm mom hi ya thân anati to ma ra na thầm mom hi ma ra năng anati to sam be hi me bi je hi ma na be hi na na pha vô vi na pha vô cam ma sa com hi cam ma da ya do cam ma yo ni kamma bantu kamma pati sarano yang kamman karisa mi kanyanang wa ba ba kang wa ta sadaya do fa wi sa mi e wang am he hi a phin hang ban cha wang ki tam bang bồ chê mi bùa thăng cụ su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tù mong khăn bồn phân mi la gia tì gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tì quy na sa văn bồ chê mi thăm măng cụ su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tù mong khăn bụng phân mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quy na sa pha văn bồ chê mi sang khăn cụ su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bụng phân mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia tỳ quy na sa pha văn sam bê san ta a quê ra hon tu sukhita hon tu nin đúng kha hon tu âm gia bánh cha hon tu ani kha hon tu đi kha du ca hon tu a ro ga hon tu sam ban ti hi sam min chan tu sukhi an ta năng bariharan tu đúng kham ban ta cha nin đúng kha pha yam ban ta cha nim pha ya so kam ban ta cha ni so ka hon tu sam be bi ba ni no u sa
ma văn phạn tê quy sùng quy sùng rạc kha năng tha ya ti sa ra nê na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch quá chư đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Du ti dầm pi ma dằn phạn tề quy sùng rạc kha năn thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta ti dầm pi ma dằn phạn tề quy sùng rạc kha năn thà gia ti sa ra nề na sa ha pan cha si la ni gia cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch ngài trí đức, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh. Con xin kính thỉnh ngài thay mặt chư tăng để truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Trước tiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng trong những nick name mà chúng tôi được rõ. Chào quý vị sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu tri thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đa hăng sa năng ga chê ha, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đa mang sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sang căng sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti yam bi Bụt đa hăng sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô ti yam bi đắc măng sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô ti yam bi sang căng sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi Bụt đa hăng sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam bi đắc măng sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi sang căng sa năng ga chê ha mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thằng Saranang Gacchà Mi Tham Măng Saranang Gacchà Mi Sang Khăng Saranang Gacchà Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu tí dầm pi Bụt thằng Saranang Gacchà Mi Đu tí dầm pi Tham Măng Saranang Gacchà Mi Đu tí dầm pi Sang Khăng Saranang Gacchà Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tát tí dầm pi Bụt thằng Saranang Gacchà Mi Tát tí dầm pi Tham Măng Saranang Gacchà Mi Tát tí dầm pi Sang Khăng Saranang Gacchà Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Thì sa rằng nó cái hạn năng nơi thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. À ma phần tê và dạ, chúng con xin vâng. Bà na ti bà ta quê ra mạng đi sĩ khó bình năng thơ mạng dạ mê
Còn xin quan về điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na về là mạnh đi sẽ khó có năng tâm ma bị giao mi. Còn xin quan về điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cà mê su mi cha cha ra về là mạnh đi sẽ khó có năng tâm ma bị giao mi. Còn xin quan về điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da về là mình đi sẽ khó bất năng tham ma địa giao mi. Còn xem anh giữa điều học là quỷ tránh xa sự nói dối. Sura me da yama cha pa ma da tha nam về là mình đi sẽ khó bất năng tham ma địa giao mi. Còn xem anh giữa điều học là quỷ tránh xa sự dễ uống rượu và các chất sai. Bà Nga Ti Bà Ta Quê Ra Ma Ni Si Kha Ba Đăng Sam Ma Đi Gia Mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A Định Na Đa Na Quê Ra Ma Ni Si Kha Ba Đăng Sam Ma Đi Gia Mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Cà Mê Su Minh Cha Cha Ra Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vân giữ điều học là quý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vân giữ điều học là quý tránh xa sự nói dối. Sura Me Rayamat Chapama Dantana Quê Ramani Sikha Ba Đăng Samadhi Yami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Niết ma ni ban cha sĩ ca ban ha ni sa tu căn ca tu an ap ma ma de na ne cha ca lăng samarak ti tam bang. Khi Phật tử sau khi đó thì tâm quy và ngũ giới nên tâm bảo rồi phải ra quy giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A Ma Phần Tê và chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tin yon ti sì lê na phu ca sam ba da sì lê na li phu tin yon ti ta sam ma sì lăng vị so tha ye. Cho chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập bàn, cũng nhờ dị giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thú sa thú sa thú ua ta măng ghê na quan đê hăng ba đà băng sung qua rú ta măng bùa thê vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na quan đê hăng thăm ma cha đu vi thắng qua răng thăm mê vô khả lý tô đô sô thăm mô khả ma tu tăng ma măng ua ta măng ghê na quan đê hăng sang khăn cha đu vi thô ta măng sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô khả ma tu tăng ma măng. Và con xin kính thỉnh ngài Trí Đức lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. À. Sự đạt minh bề Phật Thất Sĩ Thu Sà Rì Phụ Tô Chà Đạt Kí Nệ Hoa Mạng Sê Mục La La Nô Phụ Rà Tô Phi Đạt Càng Tế Dân Bạch Thị Mê Mà Mạ A Năn Đô Kỳ Nà Sà Hoa Chà Tô Tí Sà Sà Mạn Tà Lô Kà Bà La Chị In Đà Đê Hoa Sà Phrâm Mạ Kà Ê Tê Sà Ngà Nú Hoa Vê Nà Sà Bê Phá Yào Bạc Nà Hoa Nê Kà Ân Tà Rà Yà Bì Vì Nà Sàn Tù A Sê
Sato Sovatalato Sukito Purunoho Bodhasa Sane Rogo Sukito Hoi Saha Sabbe Nyati Prisa Talatam Sukita Purunaha Bodhasa Sane Roga Sukita Hoi Saha Sabbe Nyati Prite Atalata Sukita Purunaha Bodhasa Sane Roga Sukita Ho Tasaha Sabbe Nhà tịnh phiên tổ xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Dạ cò sa thú lần thai, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Trí Đức đã truyền tâm quy và ngũ giới, cũng như đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ngày hôm nay. Dạng kinh chi ku sa la kam mang kan tam bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye san ta san ni no an ti ye cha san ta san ni no ka tang pu nya pha lang me hang sam be pha gi pha wan tu te ye tang ka tang sui di tang din nang pu nya pha lang ma ya ye cha tam tha na cha nam ti de hoa gan toa ni we da dung sam be lo kam hi ye san ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nuon nyang pho cha nang sam be la phan tu ma ma che ta sa ti karani yaman tha ku sa le na yan tang san tang ba dang a phi sa manh cha sang ko u chu cha su u chu cha su wa chu cha sa mu du a na ti ma ni san tu sa ko cha su pha ro cha am ba kin cho cha san la hu ka hu ti san tin tri yo cha ni pa ko cha am ba gam pho ku le su an na nu gin tho na cha khu đăng sam ma cha re kinh chi ye na win nyu pa re u pa wa de yum sukhi no wa khe mi no hon tu sam be san ta pa wan tu sukhi tan ta ye ke chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka anu ka thu la đinh tha wa ye wa an đinh tha ye cha du re wa san ti a wi du re Phụ ta hoa sâm phá quê sĩ hoa sâm bê sâm ta phá quán tu su khi tâm ta. Na bà rô bà răng ni cùng bê tha na ti mân nhê tha cánh tha chi năng. Kinh chíp giá rô sa na bà tí khá sánh nha. Nành nhà mạnh nhá sa đúng khá minh chê và má ta giá tha ni dân búa tăng. Ayusa e kaputa manu rangke e wam bi sam ba phu te sumana sang pa wa ye a parimanang me mana sang pa wa ye a parimanang U thăng a thô cha thi ri danh cha sam ba thăng a huệ răng a sa bánh tăng tinh thành cha râm ni sinh nô hoa sa gia nô hoa gia hoa ta sa huy gà ta minh thô ê tăng sa tinh a thính thê và râm a mê tăng huy hà răng I tha ma hu đinh thinh cha nu ba gam ma si la wa da sa ne na sam pan no ka me su vi ne ya ge thang na hi cha ku gam pa se yang bu na re ti ti nắc mô bút thà giá nắc mô tham ma giá nắc mô sang khà giá và một lần nữa con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ thầy kinh vừa mới vào đạo tràng và một lần nữa con xin kính chào toàn thể chư vị Phật tử
Dạ con xin kính dâng mic lại cho thầy ạ. Dạ, Nam Mô Bát Thầy, Nam Mô Tham Mạng, Nam Mô Sa Khai. Alo nghe, alo, 1, 2, 3. Dạ, nghe rõ không? Dạ. Dạ, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng luôn luôn. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Hôm nay mình ôn lại nữa ha, ôn tiếp lại ha. Thì trước cái lộn xộn, bây giờ ôn lại cho nó chắc ăn. Hôm nay Sư Trần Quỳnh cũng post bài Bali kỳ trước, tuần trước post bài Bali lên đọc lại, ôn lại cho nó rõ ràng ha. Thì để chúng ta học cho nó có cái sự hiểu biết hơn. Nhưng thôi công cô Nhật Quỳnh cũng la làng. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tam tấp. Nam mô Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bát Thầy, Nam mô Tham Mạng, Nam mô Sa Khai. Rồi, chương trình bắt đầu chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là đọc Bali, phần thứ hai là chúng ta ôn lại bài cũ kỳ trước. Rồi, xin mời cô Nhật Quỳnh post bài, mời tất cả quý vị quan hỷ lên mình đọc từ từ, đọc cho nó chính xác ha. Nam mô Bát Thầy, Nam mô Tham Mạng, Nam mô Sa Khai. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức. Ngài Chittananda cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, biểu Nhật Quỳnh post bài, nhưng mà Nhật Quỳnh post bài lên thấy em ru nên Nhật Quỳnh phải cầm mic và mời quý vị, vị nào có thể đưa bàn tay của mình lên để đọc bài. Và cảm ơn chị Meta. Dạ không biết làm sao mà cái màn hình của con bữa nay nó nhỏ xíu à, con không biết là làm sao lớn lên cũng như một bữa Để con coi con có thể đọc được hay không đi. Dạ, trước hết con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, để con kéo lên con đọc thử coi được hay không. Con nãy giờ con làm hết cách rồi mà không biết sao cái màn hình nó thu lại nhỏ xíu à. Con thì không rành về máy móc, thành ra con quậy nãy giờ cũng chưa được. Đấy con. Dạ, vậy đó con kéo xuống coi nó như thế nào. Nam mô Bát Thầy, giá dạ máy của chế Meta bị trục trặc rồi. Trần đạo có trước máy không? Nguyên Như có trước máy không? Dạ quý vị có thể đưa bàn tay của mình lên đi. Dạ kính mời
Kim Nhung hoặc vị nào có thể đưa bàn tay à mời Trần Đạo nghe. Dạ Nam Mô A Di Đà, Nam Mô Tham Ma Di Đà, Nam Mô Sa Di Đà. Con kính đảnh lễ ngài Lý Tông, kính đảnh lễ thượng tọa Trí Đức, kính chào thầy kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin trả bài ạ. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh bắt bài. Dạ cảm ơn chị Nhật Quỳnh với chị Vũ cho biết tín hiệu nghe rõ. Akusala ni chê quá nhà ná viết bá viết tá chá quá nà ni chà tí lô cút tá rá quá chí tá sắp bà lầm bá nà ni. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà nát xâm bá dút tá cà mà quá chá lá cú xá là lý chề quá bành chá mát chà ná sẵn khà tá má vì nhà cú xá lần chà tí á ra hát tá mát gá phá lá quách chí tá xá bà lầm bà ní. Những loại thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà ná sâm bá dút tá cà mà quá chá rá trí già chề quá trí già bình nhào quất tha ba năng trà tí sắp ba tha bí sắp ba lầm ba nà ní. Những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. A rú a rút bề xú đu tí giá chá tút thà ní má hắc gá tà lầm bá nà ní xê xà ní má hắc gá tát chí tà ní bá ná sắp bà ní bí bành nhà tà lầm bá nà ní lô cút tá rá chí tà ní nhíp bà nà lầm bá nà ní tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư, có những đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền, còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành chá vì xá, bá rít tâm hí chá, chích tà ní, ma hắc ga tê ê ca vi sa tí vô hà rê át thá nít bà na vô cha rê. Hai mươi lăm loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, có 23 tâm quả thuộc dục giới cộng một ngũ quan thức cộng một tiếu sanh tâm bằng 25. 6. Đến những đối tượng đáo đại tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. Hai mươi mốt, mở ngoặc là 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và di tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. A ca sa năng cha giá ta ná không vô biên xứ và a kim chành nhà giá ta ná chành nhà giá ta ná vô sở hữu xứ là 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm kasina 8 đến niết bàn.
Visanut Taramut Tamhi At Gama At Gama Gya Phá Nút Chi Tề Bành Chá Sắp Bát Thá Chát Chề Tí Sắp Tá Thà Tát Thá Sằng Gá Hồ. 20. Có 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và di tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. 4 loại tâm thiện dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Abhinnya Kusala Citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. 4 tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm Mano Dwara Vachana liên quan đến tất cả. À, 38 pháp hạnh phúc. À, đoạn số 7. Ba hú sắc chăng chá xíp bằng chá ví ná dô chá su xích khí tô su ba xí tà chá già hoa chá ê tăng măng gá la mút ta măng đa văn nghề nghiệp giỏi thông suốt các luật nghi nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Be in learner, be in ascetic, be in childish, cheap life, be in a pleasing speech, high at happiness. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ, một lần nữa con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con chào thầy kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ thì con màn hình nó đã lớn lên, con đọc được rồi. Con xin đọc bài hôm nay ạ. Akusal la ni che wa nha na wa yutta cha wa na ni cha ti lo kutara wa chí ta sắp ba lầm ba nà ní những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Con không thấy bài. Dạ, chưa thấy. Dạ. Dạ, vậy giờ mới ta đọc tiếp. Nha na sam ba yut ta ka ma wa cha ra kri ya che wa kri ya phin nha wot tha ba ban nan cha ti sap ba tha bi sap ba lam ba na ni những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Dạ.
biết sao không thấy tiếp. Dạ, màn hình không thấy được nữa, không biết tại sao. Hay để mắt ta kéo xuống phần trên. Dạ, hôm nay sẽ trở ngại hoài không? Dạ, để mắt ta kéo xuống phần trên. Không biết tới đâu. Dạ, vậy tiếp theo, dạ có phải là A rúp bê sú đú tí giá chát tút thà ní ma hát gá tà lầm bá nà ní xê xà ní ma hát gá tà chít tà ní bá ná sắp bà ní bí bành nhát tà lầm bá nà ní lô cút tà rá chích tà ní níp bà nà lầm bá nà ní tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đảo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành chá quy xá bá rít tâm hi chá chích tà ni. Xê xà ni má hát gá ta chích tà ni bá ná sập bà ni bí. Bành nhát tà lầm bá nà ni lô cút tà ra chích tà ni nếp bà nà lầm bá nà ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành chá quy xá bá rít tâm hí chá chích tà ní má hát gá tê ê cá quý sa tí vô hà rê át tha nếp bà ná gồ chá rê. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới. 23 tâm quả thuộc dục giới cộng 1 ngũ quan thức cộng 1 tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện quả và hình và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. A la sa nan cha giá ta na không vô biên xứ và á kinh chanh nhà giá ta na vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21 đến những khái niệm cá xí ná, 8 đến niết bàn. Quy sa nút ta ra mút tâm hí ác gá mắt gá pha lút trí tề banh chá sắp bát thá chắc chê tí sát tát tha sằng gá hồ. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duyên thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5, 4 loại tâm thiện dục giới, hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Áp phình nhà, cú xa lá, chích tá,
liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán và 6, 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm mano đoà ra quát cha ná liên quan đến tất cả. 38 pháp hạnh phúc. Pháp số điều số 7, ba hú sắc chanh chá chá xíp bình chá quý na dồ chá su xích khí tô su phà si tà chá già hòa chà ê tằng măng ga la mút ta măng đa văn nghệ nghiệp giỏi thông suốt các luật nghi, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Dạ con đã xong. Dạ con xin dâng mít lại cho người khác, nhường mít cho người khác. Dạ bây giờ không biết xuống mít chỗ nào nữa. Dạ nó đâu mất rồi. Dạ con Kim Nhung, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Thầy Kinh, con kính lễ Ngài Chittananda, con kính lễ các quý sư, quý cô tu nữ cùng các anh chị ở trong đạo tràng ạ. Con xin đọc bài. Akusala Niche Vanya Nawi Bayut Tacha wana nicha tilo kutara wachitasabha làm ba nà ni. Những loại tâm bất thiện và những đồng tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà na sầm ba yut ta ka mà wachara Kusala niche wa bành cha mách trà na sành khả tam ma phình nhà kusa lành trà ti arahat tam mắc ga pha quách chi ta sáp bà làm ba nà ni. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sầm ba yut ta ka ma wa cha ra ri ya che wa kri ya phình nhà vô tha ba nành cha ti sáp ba thà bi sáp bà làm ba nà ni. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. À rút bề su đu ti gia chất tut thà ni ma hát ga tà làm ba nà ni xề xà ni ma hát ga ta chi tà ni ba na sắp bà ni bi bành nhà tà làm ba nà ni lô cu tara chi tà ni ni bà nà làm ba nà ni tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền, còn lại là những khái niệm, đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành cha quỷ sa ba ri tam hi cha chi ta ni ma hắc ga tề e ca wi sa ti vô hà rề a tha ni bà na gồ cha rề. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, mở ngoặc 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng 1 ngũ quan thức,
cộng 1 tiếu sanh tâm bằng 25 đóng ngoặc, 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. Mở ngoặc 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. À cà xà nành trà giá ta nạn, không vô biên xứ, và à kình tràn nhà giá ta nạn, vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21 đóng ngoặc đến những khái niệm Kassina, 8 đến Niết Bàn. Quỳ xà nút taramut tàm hi ác ga mắc ga pha lút trí tề bành chá sắp bắt tha chất chề tí sắt tất thà tất tha sằng ga hồ. 20. Mở ngoặc 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí đóng ngoặc. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng, ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. Mở ngoặc 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Mở ngoặc A phình nhà Kusala Chitta. Đóng ngoặc liên quan đến tất cả, ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. Mở ngoặc 4 tâm duy tác, dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano đoà rào, quách chana, liên quan đến tất cả. Bà hu sách chẳng cha si bành cha huy na dụ cha su si khi tổ, su phà si tạ cha già hòa trà. Ê tàng mằng gà la mô ta mằng bà hu sách chàng cha si bánh cha huy na yô cha su si khi tô su pha si ta cha gia hoa cha Ê tàng mằng gà la mô ta mằng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Dạ, con xin đọc đến đây ạ. Con xin mời vị kế tiếp ạ. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh rất nhiều ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Nam mô Bố Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kêu chị con hoài sao không lên được, thôi con đọc trước chị con ạ. Akusala niche wa na na wip pa yut ta cha wa na ni cha ti đồ cút ta ra quát chi ta sắp bà làm bá nà ni, những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoài trừ những đối tượng siêu thế. Nhà na sầm bá yút ta cà mà quá chá ra cú xá là ni chề quá bành chá mắt chà ná sằng khà tá má phình nhà cú xá lành trà tí á ra hát tá mắt gá phá lá quách chí tá sáp bà lầm bá nà ní, những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sầm bá yút ta cà mà quá chá rá khí già chề quá khí già
vinya vatthapananja tisabbatha bisabbalambanani. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Arupe sudutiya chatuttha nimaha gata lambana ni sesa nimaha gata chitta ni banasabba ni pipanyatta lambana ni lokuttara chitta ni nibbana lambana ni ti. Trong những loại tâm thuộc về vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm, đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Chawi Saparit Tam Hijat Chitta Ni Mahagate E Kawisati Vohare Athanipa Navo Chare. Hai mươi lăm loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng một ngũ quan thức, cộng một tiếu sanh tâm, bằng 25. 6. Đến những đối tượng đáo đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. Hai mươi mốt, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nhanh cha giác tánh nát, không vô biên xứ, và akin chanh gia giác tánh nát, vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21, đến những khái niệm các xứ nát, 8 đến Niết Bàn. Visanuttaramut tầm hi ác gá mắt gá phá lút trí tề bành chá sắp bách thá chá chề tí sắp tá thà tá tá sần gá hồ. 20, 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới, ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5, 4 loại tâm thiện dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Avinya Kusala Chitta liên quan đến tất cả, ngoài trừ đạo và quả A-la-hán, và 6, 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Madhodwara Vachana liên quan đến tất cả. 38 pháp hạnh phúc. Bà hú chất sắp chân chá xíp bành chá quý ná dồ chá xú xích khí tổ xú phà xí tà chá già hoà chà ê tăng măng gá lá mút tá măng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Being learned, being artistic, being self-disciplined, being a pleasant speech, highest happiness. Dạ con xin dâng bích lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Thầy. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính chào thầy kinh. Dạ con xin đọc bài ạ. Dạ con cảm ơn Nhật Quỳnh. Cô Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Akusala niche wa nhà na web bayut tachawana nicha ti lokuttarawat chitasa Chitta-sabba-lambana-ni, những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí,
có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà Nasambayuttaka mà Vajrakusa là Nichê Vapan Chamacha Nasankhatam Nasankhatamafin nhà Kusal lành trà Tiarahatta Makkapala Vajitasapa lầm Ba Nà Ni, những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra kri ya che wa ri ya phin nhà wa tháp pa nan cha ti sap pa tha bi sap pa lam pa na ni, những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. A rupe suduti yachatuttha nimahakata lambana ni se sa nimahakata citta ni panasappa ni bipanyat ta lầm ba nà ni lô cút ta ra chít ta ni nếp bà nà lầm ba nà ni ti. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư, có những đối tượng đáo đại, đối tượng của tất cả những loại tâm thiền, còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Bành chau quỳ sabarit tâm hichachitta ni mahakate e kawisati wo hare atthanipanago chare. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả dục giới cộng một ngũ quan thức cộng tiếu sanh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21, 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và di tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasananchayatana không vô biên xứ và Akinchanyayatana vô sở hữu xứ. 16 cộng 6 15 xin lỗi 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm Kasina, 8 đến Niết Bàn. Visanuttaramuttam hiakkamak kapalut chite panchasappathachakche tisattathatathasangaho. 20. 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và di tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng, ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Năm, 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Apinya
kusala citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả a la hán và sáu bốn tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano dwara vachana liên quan đến tất cả. Ba mươi tám pháp hạnh phúc. Ba phút chắc chân chắc xếp bằng cho nayo chắc su xích khi tổ Sufa sita chaya vaja e tăng măng galamutta măng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Being learned, being artistic, being self-disciplined, being a pleasant speech, highest happiness. Con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ con xin xuống mic. Dạ con cảm ơn đạo tràng, cảm ơn thầy Kim. Dạ con Mỹ, con xin kính chào sư, con xin kính chào thầy, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc. Akusala ni chi qua nhà na quy payuta cha qua nani chati lokuta ra qua chi tassa palam panani. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thấy. Nhana sampayuta kama qua chara kusala ni che qua pancha ma macha na sangha tamang tama Nhã kusala chati arahat manga phala vachita sapa lampanani. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Nhana sampayutta kama vacharakiya cewa kiya pinya pinya kota panya jati sabbata pi sabbalampanani. Những loại tâm duy tác dục giới hợp những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng, có tất cả các loại đối tượng trong mỗi trường hợp. Arupesu duti yachatu tani Mahagata lampanani sitsani Mahagata citani Hana sampani pi panchata lampanani lokutara citani nipana lampanani ti. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn. Pancha vi sa pa ri tang hi
cha chitani mahagate e kagrisate guhari atta nipanagochari. Hai mươi lăm loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới là 23 tâm quả thuộc dục giới cộng một ngũ quan thức cộng một thiếu sanh tâm là 25. Sáu đến những đối tượng đáo đại tâm thiện, sáu đến những đối quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21 là 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. Akasa nha, akasa nhan chayatana không vô biên xứ và akinchaya na yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 là 21. Đến những khái niệm đến những khái niệm kasina 8 đến niết bàn. Quichanutta ramutang tang hi agam agama ga faluchi Panya Sampata Cha Chiti Satata Tata Sangaho. 20 là 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoài trừ những đối tượng siêu thế. 5 là 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Apinya Kusala Citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán và 6. Đó là 4 tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm Manodvara và Vajina liên quan đến tất cả. 38 hạnh phúc. Bahusacca na cha sipanca quinayo cha susihito sufasita caya va cha itang mangalang Utamang, đa văn nghề nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Being learned, being artistic, being self-disciplined, being of pleasant speech, highest happiness. Dạ, con xuống mic. Alo, alo, cô tu nữ Tị Duyên, Châu Nguyệt, dạ quý vị còn nghe không? Có quý vị nào đưa bàn tay xinh đẹp mình lên không? Dạ, kính cảm ơn đạo tràng, dạ, kính mời cô Tị Duyên và kính mời đạo tràng. Nhanh tay lên đi quý vị ơi, để mình còn học nữa quý vị ơi, dạ, kính mời cô Tị Duyên nha. Dạ, sa thú, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.
Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ với bà, với cô, tu nữ và thanh niên nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin đọc bài ạ. Akusala Niche Wan Akusala Niche Wan Nha Wan Nha Na Vít Bá Chút Ta Cha Wan Nha Niche Tí Lô Vút Ta Ra Quát Chi Quát Chi Tát Sắp Ba Lăng Ba Nà Ní. Những loại tâm bất thiện và những động tóc li trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà ná sầm bá chút tá ca ma quá chắc quá chắc ra cú sá là ni chê quá bàn chấm mắt chà ná sầm khà tá ma phê nhà cú sá lành chà tí tí a ra ha tá mắt quát chi tắc quát chi tắc sắp bà lằng bánh nà ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà ná sầm bá dút tắc ca mà quá chá rách Di già chề quá di già phi nhà vô tháp ba nành trà Đi sắp ba thà bi sắp ba lằng ba nà ni. Những loại tâm di tác dục trí, loại tâm di tác thông qua và tâm thông qua tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Arubbe su dutiya chatuttha nimahagata lam banani lam banani se sa nimahagata chitta nipanakta pa ni vipanya panyata lam banani lokuttara chitta nip ni nip bà nà làm bánh nà ti tí. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đạo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bằng cha quỳ xá bát rí tằng hi chát chít tà ni ma hát gát tê ê ca quý sá tí vô hà rê á thá ní bà ná gô cha rê. 25 loại tâm điện 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới cộng một ngũ quan thức cộng một tiếp sinh tâm bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện quả và di tác của sơ thiền và tam thiền vô sắc giới. A ca sa nan cha giá tá ná không vô biên xứ qua a kinh chay qua a kinh chay nhà giá tá ná vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đựng khái niệm cách xí ná 8 đến Niết Bàn. Vì sa nốt ta râm hốt tăng hi á gam mắt gáp mắt gáp
luân hi tê pành cha pháp bát thát chấp chê tí sát tát hà tát thát sanh ca hồ 20, 12 loại tâm bất, 8 loại tâm thiện và di tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. 4 loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và thiện và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Áp dụng nhà của Salachita liên quan đến tất cả ai và quả A-la-hán và 6, 4 tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác ngũ, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm Manodvara Vachana liên quan đến tất cả. 38 pháp hạnh phúc. Ba hú sách chành cho xếp bành cho quý nó vô cho xuất xếp khí tổ xuất phá xí tà cho gia hoa cha ê tâm măng gà là mức tá măng đa văn nghề nghiệp dõi xuất các luật nghi nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Dạ, tự nhiên xin hết. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa con Châu Nguyễn, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Trần Đạo, cô Nhật Huynh, cô Metta, cô Tị Duyên. Dạ con cảm ơn đã cho con biết tín hiệu. Dạ thưa cô Nhật Huynh, con có thể kéo bài đọc ạ. Cô có thể nghỉ ngơi chút xíu, con xin cảm ơn cô ạ. Con xin phép được đọc bài ạ. Akusala niche wa nya na vipayutta chawana ni jati lokuttara vacchita sappalambana ni. Những loại tâm bất thiện và những động tốc ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nya na sambayutta kama vacchara kusala ni chê quá bành cha mắt trà ná sành khà tam mắt phình nhà cú xá lành trà tí a ra hát tam mắt gác phá la quát trí tá sắp bà lầm ba nà ní. Những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền có tất cả những đối tượng ngoại trừ a la hán đạo và a la hán quả. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ra kriya che wa kriya phin nhà wat thap pa nan cha ti sap pa tha pi sap pa lam pa na ni. Những loại tâm duy tác dục giới hợp trí, loại tâm duy tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. A rupe sudutiya chatutthani mahagata lampanani sesani mahagata cittani panasappa nipi panyata lampanani lokuttara cittani nippana lampanani ti. Trong những loại tâm thuộc vô sắc giới, loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là Niết Bàn.
Bancha vi sa paritam hi cha chittani mahagate ekavissati vohare atthanippana gochare. 25 loại tâm liên quan đến những đối tượng dục giới, 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng 1 ngũ quan thức, cộng 1 tiếu sanh tâm bằng 25. 6. Đến những đối tượng đáo đại, tâm thiện, quả và hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21. 15 tâm thiền sắc giới và những tâm thiện, quả và duy tác của sở thiền và tâm thiền vô sắc giới. Akasa nancha yatana không vô biên xứ và akinchanya yatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21. Đến những khái niệm kasina. 8 đến niết bàn. Visa nuttaramut tầm hi ác gá mắt gá phá lút trí tề bành chá sáp bát tha chắc chê tí sách thà sách tá thà tát tha sàng gá hù. 20. 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và duy tác thuộc dục giới ly trí, loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. Bốn loại tâm thiện thuộc dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Avinya kusala citta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả a la hán. Và 6. Bốn tâm duy tác dục giới hợp trí, tâm duy tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Mano dvara vajjana liên quan đến tất cả 38 pháp hạnh phúc. Pa hu sắc chành cha sip pành cha vi na dù cha su sik khi tu su pha si ta cha già hòa cha e tăng mang gà la mút ta mang. Đa văn nghệ nghiệp giỏi, thông suốt các luật nghi, nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Being learned, being artistic, being self-disciplined, being a pleasant spirit, highest happiness. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con có đọc sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con kính dâng mic lại cho đạo tràng. Con xin cảm ơn ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn cha Nguyễn. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng chư tôn đức vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và cảm ơn cha Nguyễn rất là nhiều cho Nhục Quỳnh ngưng tay không có bớt bài nên chào được đạo tràng. Và rất là hoan hỷ chào tất cả quý anh chị em đạo hữu vào đạo tràng. Nhục Quỳnh không có kịp chào và Nhục Quỳnh cũng Nguyên Trang mới cho Nhật Quỳnh áp nít một cái vị vừa kéo vào được đạo tràng rồi, thấy là quan hỷ lắm. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, còn vị nào trả bài không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi, Tâm Phương. Và còn vị nào nữa không? Có vị nào trả bài nữa không? Để cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, Nhật Quỳnh xin nhường mít. Dạ, dạ chị không có bàn tay nào. Dạ, Nhật Quỳnh xin trả bài nha. Quý vị nào? Ở Phú Biển, Phú Biển ơi, trả bài không Phú Biển? Phú Biển Quy Nhơn ơi, Phú Biển Quy Nhơn ơi, đâu rồi? Bàn tay xinh đẹp đâu rồi? Phú Biển Quy Nhơn đâu rồi? Người đẹp mất tiêu rồi. Có trả bài không? Em ru vậy. Có trả bài không? Nhật Quỳnh nhường mít. Người Nhật Quỳnh post bài ra cho bà đọc. Rồi, bắt tay rồi. Không nhúc nhích được rồi. Dạ, à, con xin được trả bài ạ. Được phải không? Ok. Vô đạo tràng ủng hộ là được rồi. Akusala ni chê qua nhà na quyết ba yut ta cha qua nà ni cha tích lợ cuột
Tarawat Chitasap Bà Làm Bà Nà Nị, những nội tâm bất thiện và những động tác ly trí có tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha ku sa la ni che wa ban cha ma cha na san kha ta ma phin nya ku sa lan cha ti arahat ta ma gala pha phala wat chita sa ba lam ba na ni, những loại tâm thiện dục giới hợp trí và thắng trí thông gọi là ngũ thiền, có tất cả những đối tượng ngoại trừ A-la-hán đạo và A-la-hán quả. Thấy đường rồi. Nhà na sam ba yut ta ka ma wa cha rat tri ya che wa tri ya phin nhà wa tha ba nan cha ti sa ba tha Visap bà làm bà nà ni, những loại tâm di tác dục giới hợp trí, loại tâm di tác thông và tâm xác định có tất cả các loại đối tượng trong mọi trường hợp. Arut bê suditaya tatutha ni mahat gata làm bà nà ni sệ sa ni mahat gata chitta ni bà nà sáp bà ni bị bạc bàn nhát ta làm ba nà ni lộ cột ta ra chích ta nịp ba nà làm ba nà ni tí, trong những loại tâm thuộc vô sắc giới loại thứ nhì và loại thứ tư có những đối tượng đáo đại. Đối tượng của tất cả những loại tâm thiền còn lại là những khái niệm. Đối tượng của các loại tâm siêu thế là niết bàn. Bành cha quỳ cha rít tầm hay cha chít ta ni ma hát ca tề ê ca quý sa tị vô hà rê a thanh ni bà na gô cha rê. 25 loại tâm liên quan đến đối tượng dục giới, gồm 23 tâm quả thuộc dục giới, cộng 1 ngũ quan thức, cộng 1 thiếu sanh tâm, bằng 25. 6 đến những đối tượng đáo đại tâm thiện quả hành của nhị thiền và tứ thiền vô sắc. 21 gồm 15 tâm thiền sắc giới và tâm thiện quả và duy tác của sơ thiền và tâm thiền vô sắc giới. Akasa nanh cha jatana không vô biên xứ và akin chanh nha jatana vô sở hữu xứ. 15 cộng 6 bằng 21, đến những khái niệm Kastina, 8 đến Niết Bàn. Vì sa nốt ta ra muốt tầm hí át ga mắt ga pha luốt chi tề bàn cha ba tha cha chê tí sát ta thà ta tha sanh ga hồ. 20 gồm 12 loại tâm bất thiện và 8 loại tâm thiện và di tác thuộc dục giới ly trí. Loại tâm liên quan đến tất cả các đối tượng ngoại trừ những đối tượng siêu thế. 5. Bốn loại tâm thiện dục giới hợp trí và tâm thiện của ngũ thiền sắc giới. Apinya kusalacitta liên quan đến tất cả ngoại trừ đạo và quả A-la-hán. Và 6. Bốn tâm di tác dục giới hợp trí, tâm di tác của ngũ thiền sắc giới và ý môn hướng tâm. Manot đoa qua, Banot đoa ra, Wachana liên quan đến tất cả 38 pháp hạnh phúc, pháp thứ 7. Bahusa chan chasip ban chas vinayo chasit khito supha sita chaya wacha e tăng măng galamuata măng đa văn nghề nghiệp giỏi. Thông suốt các luật nghi nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha giá dạ. Nhật Quỳnh chỉ đọc được đến tới đây thôi. Nhật Quỳnh chỉ có biết tiếng em không, không có biết tiếng Anh, Quỳnh kinh thông cảm nha. Dạ Nam mô Bụt Tha giá dạ. Đạo tràng
Còn vị nào trả bài nữa không thì cho Nhục Quỳnh một tín hiệu à. Ông ấy là Nhục Quỳnh khóa sổ nha. Dạ, vậy là không còn ai trả bài nữa. Dạ, Nhục Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, Nhục Quỳnh kính thỉnh Quỳnh kinh hoan hỷ lên dự họp chương trình học ngày hôm nay và mời cho Nguyễn quét bài giùm nha. Dạ, Quỳnh kinh có nghe được âm thanh Nhục Quỳnh không? Kính mời Quỳnh ạ. Sa thú. Dạ, kính lễ chư Tôn Đức Tăng. Dạ, xin kính chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay tham gia cũng khá đông ha, lên đọc cũng khá nhiều. Rất sa thú, rất hoan hỷ. Dạ, kính thưa quý vị. Ngày trước chúng ta ôn lại cái phần cái nhóm 1 về từ số 1 cho tới số 7 là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh ngũ, cảnh pháp. Đúng không? Rồi mình học nhóm 1 là tới đó. Rồi bây giờ mình học tới ôn lại nhóm B. Thì trước học tới nhóm B mà tới đó lận cận ha. Học lại. Nhóm B từ 8 tới 9. Nhóm B từ 8 tới 9. Trong dòng số 8. Cái số 8 là ha. Cảnh chân đế. Cảnh chân đế. Và đi lên đây. Đó là Paramattha Sacca Ramana. Cảnh chân đế. Cảnh chân đế. Rồi. Cảnh chân đế xuống dòng ha. Chi pháp. Hai chấm. Tâm. Tâm sở. Sắc pháp. Niết bàn. Tâm sở sắc pháp và niết bàn. Rồi đó là chi pháp thuộc về cảnh chân đế. Tức là quý vị học về bản niêu mình chia pháp mình thấy không? Tất cả là pháp chia được hai là pháp tục đế, pháp chân đế. Thì giờ đó pháp chân đế là cảnh chân đế đó, gồm có tâm sở sắc pháp và niết bàn. Thì chi pháp nó làm như vậy. Thì bây giờ những cái loại tâm mà biết được những cái cảnh chân đế này đó mà nhất định đó, thì chúng ta sẽ có một số những loại tâm như sau. Rồi bây giờ vấn đề là biết cảnh nhất định, tức là biết cái cảnh này nè, biết cái cảnh chân đế này một cách nhất định, tức là nhất định là biết được cảnh này thôi, ngoài ra nó không biết những cái cảnh khác thì được gọi là biết cảnh nhất định. Có 71 tâm. Biết cảnh nhất định có 71 tâm. Rồi, là gì? 17 tâm vô nhân trừ cái kháng ngũ môn, trừ cái kháng ý môn ra ha. Cộng 8 tâm quả dục giới. Cộng 3 gì? Cái gì ghi ra là gì? 3 thức vô biên xứ. Đúng rồi, 3 phi tưởng xứ. Rồi cộng 40 tâm siêu thế. Rồi, đúng rồi, như vậy là 17 tâm này nó 71 tâm này nó biết cái cảnh chân đế một cách nhất định. Tại sao? Bây giờ mình xuống mình nói lôi ra 17 tâm vô nhân. 17 tâm vô nhân là những cái tâm gì quý vị kể ra giùm đi. 17 tâm vô nhân. Trừ ngũ sanh thức ra, trừ kháng ý môn ra, 17 tâm vô nhân là gì? Này ôn lại nha, ghi ra nha. 17 tâm vô nhân từ kháng ý môn là gì, kể chi tiết ra coi. Hạn nghĩ thiệt sơn ngủ trong thức rồi, hạn nghĩ là ngủ trong thức là 10 đúng không, rồi còn 7 cái nữa. Hai tiếp theo là 12, ba quan sát là 15, kháng ngũ môn là 16, thiếu một cái à. Đừng cúng luôn 17, đúng rồi, xa thứ ha. Cái vị tiêu là 17. Thì như vậy 17 tâm vô nhân này biết cảnh chân đế nhất định,
nắm lại cái ý này ha, tức là 17 tâm vô nhân này biết cảnh chân đế nhất định. Rồi bây giờ trong cái 17 này mình loi ra năm thằng ngũ song thức á, là ngũ song thức biết cảnh nhất định, là nó biết cảnh gì quý vị? Trong cái chân đế nó gồm có tâm, tâm sở, pháp, niết bàn, thì giờ ngũ song thức nó biết nhất định là nó biết cảnh gì? Sắc, tình. Nguyên trai giỏi quá vậy ta. Tình khi bị xúc, đúng rồi, xa thú, tức là ngủ trong thức, nó biết được thuộc về cảnh sắc pháp, tức là sắc, tình khi bị xúc, tức là nhãn thức, thì biết cảnh gì? Nhãn thức, biết nhất định là biết cảnh gì? Cảnh sắc, à, tức là nhãn thức, nó duy nhất, nó chỉ biết một cái cảnh là cảnh sắc. Ngoài cảnh sắc ra nó không biết gì khác hết. À, như vậy gọi là biết nhất định có một cảnh, tức là nó biết cảnh sắc. Nhĩ thức biết cảnh gì? Cảnh thân, sao cảnh khí được. Nhĩ thức sao nhảy xuống cảnh khí rồi. Nhĩ thức là biết cảnh thân. Đúng chưa? Là nó biết cái cảnh, nó biết cái sắc về sắc thân. À, thì nó chỉ duy nhất, nhĩ thức nó chỉ biết duy nhất là có âm thanh thôi, nó biết được cái sắc cảnh thân thôi. À, là cái thứ hai. Rồi cặp thứ ba là tỷ thức, là biết cảnh cảnh gì? Cảnh khí, cảnh khí xa thấu, xa thấu. Rồi như vậy là tỷ thức là biết được cảnh khí duy nhất. Rồi thứ tư là gì? Thiệt thức biết cảnh gì? Cảnh vị. Đúng rồi, xa thấu, xa thấu. Đó, hôm nay là nó nắm được, từ từ nắm lại đó ha. Rồi thứ năm là thân thức. Thân thức là biết cảnh gì quý vị? Biết cảnh xúc xa thú. Rồi giờ hỏi thêm cái nữa là cảnh xúc là những pháp, là những chi pháp gì? Cảnh xúc là chi pháp gì? Ở trong bản điều mình đâu có thấy cái cảnh xúc rồi ha. Người sắc tinh ký vị thôi, cảnh xúc gọi là chi pháp gì? Đó. Đất, lửa, gió, xa thứ, xa thứ. À, đúng rồi, nó chính xác không? Rồi, như vậy, ngũ song thức. Năm cái thức này nó biết duy nhất là cảnh thuộc về sắc pháp. Tức là một trong năm cái cảnh thuộc về sắc. Là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Hoặc là nếu mà nói về cảnh sắc cảnh giới thì nó biết là bảy. Tức là đất, sắc, khí, vị, sắc, thinh, khí, vị và đất, lửa, gió là bảy. À, thì như vậy, ngũ song thức nó biết một trong những cái cảnh đó thuộc về sắc pháp. Rồi như vậy là nó biết nhất định ha, nhất định một cảnh đó ra, mỗi một thức nó biết một cảnh, mỗi thức nó biết một cảnh. Như vậy thì bây giờ thân thức nó có biết được cảnh sắc không quý vị? Không, ok. Rồi vị gì đó, tỷ thức nó biết được cảnh khí không? Xong luôn, xa thôi. Rồi cô Nhật Quỳnh ok không, tắm được không? Cô Meta rồi sao thấy im ru? Cô Meta nãy giờ cô thấy máy gọi chắc mới có nghe không đây. Cô Meta ơi, nghe không? Cô nghe ha, thiền. Rồi ok, nắm được cái phần này không, nắm được cái ngũ sân thức rồi không, nắm được cho biết đi, để nó không hiểu rồi bắt giảng lời hoài mệt lắm. Rồi ok, ngon lành ha, biết hết ha. Rồi tiếp theo là cái gì nữa, ngũ song thức xong rồi tới kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn, kháng ngũ môn biết gì quý vị? Kháng ngũ môn biết cái gì đây? Năm cảnh. Rồi năm cảnh là gì? Cái nó luôn. Tâm cảnh là gì? Sắc, tình, khí, vị, xúc, kháng ngũ môn. Rồi như vậy là kháng ngũ môn biết được năm cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà có phải là nó biết lượng năm cảnh đâu quý vị? Không, cô Nhật Quỳnh sao nó biết được năm cảnh đâu? Không, cô Meta
tùy theo, đúng rồi. Rồi, đúng rồi, xà thôi, vậy nắm được ha. Tức là cái tâm kháng ngũ môn này, nó biết, người ta nói là kháng ngũ môn là đối kháng với năm cảnh, nó biết được năm cảnh, nhưng mà nó không phải nó biết lượt năm cảnh nha. À, cảnh nào nó sanh lên thì nó hướng về cảnh đó thôi. À, ví dụ như cảnh sắc sanh lên thì kháng ngũ môn nó hướng về cái đối tượng là cảnh sắc. À, cảnh thinh thì nó thuộc về cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, mỗi cảnh nó riêng, nó tùy theo, phải không? Thì như vậy kháng ngũ môn biết được năm cảnh, nó thuộc về sắc pháp, sắc, thinh, khí, vị, xúc, phải không? Rồi, nắm được, cho cái bông tiếp đi. Rồi. Rồi, ok, rồi mới tiếp theo ha. Rồi bây giờ mình lấy cái tới cái tám tâm quả dục giới nè. Tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân, hay là tám tâm quả thiện dục giới tình hảo. Tám tâm quả thiện dục giới tình hảo. Biết cảnh chân đế nhất định, tại sao? Nhớ không? Thì thứ giảng rồi, vậy nói lại rồi đúng không nha? Tám tâm quả thiện dục giới tình hảo hữu nhân biết cảnh chân đế nhất định. Tục sinh, bởi vì nó làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử, à, thì nó chỉ biết cảnh chân đế, nó không có biết được tục đế, nó không có bắt cảnh tục đế. Cho nên tám tâm quả dục giới tình hảo này chỉ duy nhất biết cảnh chân đế, đúng chưa? Nó không có biết tục đế. À, tục đế và những cái đặc đế ra thì cái tâm này tâm quả làm việc tục sinh, còn kiếp tử thì cảnh nó thuộc về, cảnh thuộc về chân đế, cảnh nó thuộc về mà cái nội phần bên trong, không không có thuộc về cảnh tục đế. Cho nên tám tâm quả thì cái tình hảo biết cảnh chân đế nhất định, ngoài ra nó không biết cảnh gì khác, nó không biết cảnh tục đế được. Nắm được không? Alo, được không? Cho biết đi. Rồi, ok ha. Rồi, dễ ủi chứ có gì đâu khó không? Vậy trước la quá, dễ ủi. Dễ ủi. Rồi. Rồi, tới ba tâm, ba cái thức vô biên xứ. Ba thức vô biên xứ. Biết cảnh chân đế nhất định. Tại sao? Vì Đức học rồi, tại sao? Nói lại có hiểu không? Ba thức vô biên xứ thì trong cái tâm vô sắc thì nó có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ, không? Đúng không? Bốn loại đó. Thì giờ ba cái thức vô biên xứ tức là thiện vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, quả và dĩ tác, thì cho nó đi hàng dọc xuống, mình đi hàng ngang xuống là ba. Thì ba cái thức vô biên xứ này biết cảnh chân đế, tức là tại sao nó biết cảnh chân đế? Lấy gì? Không vô biên xứ làm đối tượng xa thú, xa thú tức là lấy cái tâm không vô biên xứ làm cái đối tượng để nó tu tiến, để nó thành tựu được cái thức vô biên xứ. Rồi không vô biên xứ là thuộc về pháp chân đế, cho nên nó biết nhất định là cảnh chân đế, là bắt lấy cái tâm không vô biên xứ là chân đế, đúng không? Cho nên nó biết nhất định là chân đế chứ nó không biết tục đế. Được chưa? Nắm được chưa? Cho biết luôn cái bông luôn. Không như thế được. Rồi, xa thứ, xa thứ. Được không? Được không? Dễ quá à. Rồi, tới nè. Ba. Phi tưởng xứ. Tại sao nó biết cảnh chân đế nhất định? Lấy vô sở hữu xứ làm đối tượng, xa thứ. Giỏi quá trời rồi. Lấy cái tâm vô sở hữu xứ làm đối tượng để mà tu tiến lên cái phi tưởng xứ. Thì như vậy vô sở hữu xứ là thuộc về chân đế, cho nên đó là biết cảnh chân đế nhất định. Được chưa? Được không? Cho bông luôn. Cho bông luôn. Alo. Rồi, Nguyên Trang dạo này giỏi quá. Nguyên Trang giờ đi vô tới siêu sao rồi ha. Đang giải siêu sao rồi. Rồi bây giờ tới 40 tâm siêu thế. Tại sao mà nó biết cảnh chân đế nhất định?
Niết bàn, đúng rồi, xà thú, giỏi quá trời, giỏi quá, tuyệt vời, tuyệt vời. À, cho nên 40 tâm sự thế là nó không biết cảnh gì khác ngoài cái đối tượng là Niết bàn, mà Niết bàn thuộc về pháp. Pháp gì quý vị? Niết bàn thuộc về chân đế, đang học có chân đế. Niết bàn thuộc về pháp chân đế. À, rồi như vậy 40 tâm sư thế biết luôn Niết bàn là chân đế. Có khả năng giỏi vậy là giỏi quá rồi ha. Quá. Rồi như vậy là tất cả những cái loại tâm mà biết cảnh chân đế mình đã được trình bày lôi đó rồi ha, và mình biết được ha. Rồi bây giờ tới cái biết cảnh không nhất định, tức là biết cảnh chân đế không nhất định. Biết cảnh không nhất định, tức là biết cảnh chân đế là không có nhất định. Có 31 tâm. Gì đó trong quyển post lên cái bài cũ rồi, chỗ nó còn viết. Có 31 tâm, 12 tâm bất thiện, 8 tâm gì? Thiện dục giới tịnh hảo. Ok, 8 di tác dục giới tịnh hảo. Cộng kháng y môn, cộng 2 tâm thông. 2 tâm thông là hai cái ngũ thiền mà thần luyện mà thành thông á, đạt thông á. Thì không nhất định là những cái loại tâm này. Bây giờ tại sao nó không nhất định? Bây giờ nói thử coi, ví dụ tại sao giờ 12 tâm bất thiện, tại sao nó biết cảnh chân đế mà không nhất định? Lôi 12 tâm bất thiện xuống mình nói thử coi. Tại sao? Alo. Biết luôn tục đế luôn, hay quá, lại bắt được chân đế tục đế luôn, xà thú. Hai chị em giờ giỏi quá. Đúng vậy, 12 tấm bất thiện này nó có thể biết được cảnh chân đế, biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, mà nó biết luôn cả tục đế luôn. Bây giờ như vậy thì do vậy nó biết được cảnh chân đế nhưng mà không nhất định, tức là không nhất định là cảnh chân đế không, mà nó biết luôn cả tục đế nữa. Cho nên được gọi là không nhất định. Ý nghĩa cái chữ bắt cảnh không nhất định là như vậy. Cái gì nắm được không? Nắm được cái này không? Rồi, bây giờ tới 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Tại sao bắt cảnh chân đế mà không nhất định? Cũng vậy luôn, nó có thể bắt được cảnh chân đế, nó có thể bắt luôn cảnh tục đế. Thì như vậy, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo nó bắt được cả hai cái loại cảnh đó. Rồi 8 tâm di tác dục giới tịnh hảo cũng vậy luôn. Rồi kháng ý môn, kháng ý môn tại sao nó không nhất định? Nó cũng bắt được cả chân đế và tục đế luôn. Trong cái lộ trình tâm kháng ý môn làm việc xác định cảnh là nó biết được cảnh đế mà nó biết luôn cảnh tục đế luôn. Thì như vậy kháng ý môn cũng biết được cả hai, không nhất định là phải chân đế. Và hai tâm thông thì mình có nói, tâm thông thì biết những cảnh tục đế cũng được, chân đế cũng được. Thì như vậy tổng cộng lại là mình có nhiêu? 102 tâm biết cảnh chân đế nhất định và không nhất định. Biết cảnh chân đế nhất định và không nhất định. Đúng chưa? Nắm được chưa? Tóm lại, rồi như vậy là mình có nhiêu? 102 tâm. Rồi như vậy một cái phần mà mình ghi chú 80 tâm đại quả thiện dục giới, bữa ghi nè, 8 tâm đại quả thiện dục giới và 17 tâm vô nhân trừ kháng ý môn. Có đó có ghi ra chưa? 8 tâm đại quả thiện dục giới và 17 tâm vô nhân trừ kháng ý môn. Có, bỏ ra luôn. Không bao giờ biết cảnh tục đế, nó chỉ nắm bắt cảnh chân đế thôi, thuộc dục giới là 8 tâm đại quả thiện dục giới và 17 tâm vô nhân. Không bao giờ biết cảnh tục đế, chỉ nắm bắt cảnh chân đế thuộc dục giới, chứ nó không biết cảnh sắc giới, cảnh vô sắc giới. Bởi vì 8 tâm đại quả thiện này nó làm việc tục sinh hậu kiếp tử thì nó chỉ biết được cảnh chân đế thôi, không biết được cảnh tục đế. Và những tâm vô nhân là chắc chắn là phải biết cảnh và thuộc đế, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cho nên nó không có bắt được cảnh tục đế.
và nó nằm trong phạm vi của thực dục giới, chứ không có bước qua cái lãnh vực của sắc giới, của sắc giới. Như vậy tổng kết là chúng ta đã có được 102 tâm, biết được cảnh chân đế nhất định và không nhất định. Ok ha, rồi quý vị cho cái bông lên xác định lại lần nữa đi. Rồi, xà thú ha, dễ ảo ha, dễ ảo quý vị. Nay học lại thấy dễ, ui không có gì cả. Ui, thưởng mỗi người thưởng 10 điểm như là bông hoa rồi lên. 10 điểm. Học lại mới dễ. Dễ ui. Rồi, đó là số 8. Đúng chưa? Bây giờ mình qua cái số 9. Là cảnh tục đế. Cảnh tục đế là copy chữ luôn. Cảnh tục đế. Lô cái giá sắc trà râm mát á. Cảnh tục đế. Rồi, đó là số 9. Trong cái phần B này có số 8, số 9. Này mình học hai cái này luôn ha. Rồi, cảnh tục đế chi pháp là gì? Danh chế định và nghĩa chế định. Tức là danh chế định là có 7, nghĩa chế định có 6 là 13. Chi pháp là có danh chế định và nghĩa chế định. Nắm được chi pháp ha. Thì dựa căn cứ trên cái chi pháp này, mình có những cái loại tâm biết cảnh tục đế nhất định và không nhất định. Rồi bây giờ nhất định biết cảnh tục đế nè, giờ biết cảnh nhất định hai chấm có 21 tâm. Có 21 tâm. Ghi rồi ha. Ồ, 22 trong nguyện còn giữ là đủ ha. Có 21 tâm, 15 tâm sắc giới, 3 không vô biên sự, 3 vô sở hữu xứ. Biết cảnh tục đế nhất định. Rồi bây giờ mình lôi ra. Mình nắm từ đầu từng nhóm, từng thằng mình lôi xuống ha. 15 tâm sắc giới. Biết cảnh chế định nhất định nè, biết cảnh tục đế nhất định. Và tại sao quý vị? Vừa giảng rồi nha, giờ nói lại thử đúng không? Mười lăm tâm sắc giới, biết cảnh chế định nhất định là sao? Alo, bởi vì tưởng của nó là cái gì? Gì thiện sắc giới vô giới thì thiện hết á, nào làm thiện? Quên hết rồi, chết cha. Đấy, 40 là 1, rồi 1 ý, rồi lại nữa không? Trên tâm, đúng là lấy đề mục thiền là tục đế, tức là gồm có 26 đề mục thuộc về chế định, để mà tu tập về thiền chỉ. Cho nên những cái 15 cái tâm sắc giới này, là lấy 10 đề mục hoàn tịnh là casino đó. Đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, trắng, đỏ, hư không, nghe nó xanh, đó là lấy 10 cái đề mục casino. Hoặc là 10 đề mục bất mỹ, hoặc là tứ vô lượng tâm, hoặc là những đề mục quán thể trược, hoặc là hơi thở. Thì đó, những cái đề mục này thuộc về chế định, tục đế. Cho nên 15 tâm sắc giới này chỉ bắt được cái cảnh này để làm đối tượng tu tập thiền định, và họ chứng đắc được sơ nhị tam tứ ngũ thiền. Cho nên 15 tâm sắc giới này chỉ biết cảnh chế định, chỉ biết cảnh chế định đây nè, tức là cái là tục đế đó, và nhất định. Ngoài ra nó không biết cảnh nào khác hết. Cho nên 15 tâm sắc giới biết cảnh tục đế nhất định là như vậy, ý nghĩa nó là như vậy. Quý vị nắm được không? Alo. Ví dụ như là lấy đề mục đất, một nước, một lửa, lấy niệm đất, tu tập đắc được sơ thiền, thì họ lấy đề mục hoàn tịnh casino đó, họ lấy tu tập thành tựu được cái tâm thiền sắc giới, sơ nhị tam tứ ngũ thiền đó. Thì vậy là lấy những cái đề mục thuộc về cảnh
chế định hoặc là thực tế làm đề mục tu tập. Thì như vậy 15 tâm sắc giới này biết duy nhất chỉ có cảnh chế định thôi, cảnh thực đế thôi. Ngoài ra nó không biết cảnh khác, nó không có biết được chân đế. Rồi, nắm được không? Alo, còn mấy người kia nó mất tiêu hết rồi, ai biết được cho biết đi. Rồi, ok ha, xả thú ha. Rồi, bây giờ là tới ba không vô biên xứ. Ba không vô biên xứ biết cảnh chế định này, không ở biết cảnh chế định này nhất định. Tại sao? Lấy hư không? Rồi, còn một ý kiến, còn ai nữa không? Bắt cảnh thứ không rồi, một, rồi. Cô Dược Bình mất tiêu rồi. Cô mấy ta nó mất rồi. Trần Đạo nó mất tiêu rồi, mấy học sinh cũ ở đây, im ru ở trên. Trốn cha đó, trốn rồi không hiểu cái la làng rồi. Rồi viết đi Việt Quỳnh sao ba không yêu viên sứ biết cảnh cảnh mà tục đế này nhất định là tại sao? Alo. Bắt cảnh quan tướng, xa thú, chánh tâm giỏi quá ha. Tôi bảo bắt cảnh quan tướng của cái tâm sắc giới, tâm ngũ thiền sắc giới đó. Họ bắt lấy cái cảnh của tục đế, làm đối tượng rồi luyện là không vô biên xứ, không vô biên xứ. Luyện cho cái ánh sáng nó tràn lan khắp thế gian này. Vô cùng tận, nó hư không vô cùng tận. Thì vậy là tưởng tượng ra cái vấn đề này là tạo nên cái vấn đề mà đạt được cái thiền không vô biên xứ. Và thuộc về hư không cùng tộc thì đây cũng là thuộc về bắt cảnh chế định, nó cũng bắt về cảnh chế định nhất định, cho nên ba không vô biên này chỉ biết cảnh chế định nhất định thôi, đúng chưa? Rồi cô Dương Quỳnh hiểu không? Cô Dương Quỳnh nói tiêu chủ sĩ trốn nó mất rồi. Ok ha. Rồi tới ba vô sở hữu xứ cũng biết cảnh chế định nhất định. Ba vô sở hữu xứ cũng biết cảnh chế định nhất định, bởi vì cho rằng là không có chi hết, là chấp vô cái không rồi chờ tu tập đạt được tới không vô, tức là vô số xứ, tức là không có gì hết, cho nên đó cũng là thuộc về chế định pháp, hoặc là họ bắt những cái mà của cái không vô cái không nguyên xứ, những cái quan tướng đó, họ tu tập luyện có nhiều cách của những cái này, nhưng mà nói chung là ba cái vô số xứ này nó biết cảnh chế định nhất định, bởi vì có cái sự mà cho rằng không có cái gì chấp không. Cho nên đó là thuộc về chế định luôn. Cho nên ba không vô biên xứ, ba vô sở hữu xứ là thuộc số 1 và số 3 trong vô sắc giới, đúng không? Số 1, số 3. Thì nó biết cảnh chế định là không, chế định là thuộc về là nhất định. Cho nên những cái vấn đề này chúng ta cần phải nắm rõ. Được chưa? Alo. Hello.
Rồi được ha. Rồi bây giờ tới bắt cảnh không nhất định, tức là bắt cảnh tục đế này không nhất định. Rồi và gì đó trong quyển Boss nguyên cái bài là bắt cảnh tục đế không nhất định đó, bắt cảnh không nhất định. Có 31 tâm. Rồi. Cán ý môn 12 tâm bất thiện, 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới và 2 tâm thông. À, bởi vì sao? Bởi vì những loại tâm này, ví dụ như kháng nghi môn, nó biết cảnh tục đế và nó biết luôn, biết luôn gì? Tục đế và chân đế luôn, xà thứ đằng nào rất là xà thứ ha. Rồi 12 tâm bất thiện cũng vậy, nó biết tục đế và nó biết luôn cả chân đế. 8 tâm thiện dục giới tình hảo cũng vậy, nó biết cả hai tục đế và chân đế. 8 di tác dục giới tình hảo cũng vậy, mà 2 tâm thông cũng vậy, biết luôn cả hai tục đế và chân đế. Cho nên được gọi là biết cảnh tục đế không nhất định, tức là không nhất định là phải chỉ có cảnh tục đế mà nó biết luôn cả chân đế luôn. Rồi ok ha, nắm được ha, cho biết đi. Rồi tổng cộng mình có 52 tâm. Biết cảnh tục đế và dưới cảnh chân đế, biết cảnh tục đế mà nhất định và không nhất định. Tục đế nhất định và không nhất định. Rồi ok ha. Thì như vậy là mình nhóm nhóm B mình học 8, 9 bây giờ thông qua ha, hiểu được không, có gì nắm được không? Alo, nắm được không cho biết đi. Nắm được không? Rồi ok. Rồi bây giờ tới nhóm C là mình ghi ra thôi nha, ghi ra để có bài để tuần tới bắt đầu mình học đi vô cho nó. Nhóm C từ 10 đến 12. Nhóm C từ 10 đến 12. 10 cảnh dục giới. 10 cảnh dục giới. 10 Kamaramana. Cảnh dục giới. Rồi xuống dòng chi pháp 2 chấm. Chi pháp 2 chấm. 21 sắc mở ngoặc. Trừ 7 sắc cảnh, trừ 7 sắc cảnh giới. Đúng không ạ? Tức là 21 sắc trừ 7 sắc cảnh giới ra, sắc là sắc, thinh, khí, vị và tam đại đó, đất, lửa, gió đó. Trừ 7 sắc cảnh giới thì còn là 21 sắc. Y pháp là 21 sắc. Phải 54 tâm dục giới. 54 tâm dục giới và tâm sở thuộc dục giới. Rồi đó là chi pháp ha. Rồi giờ biết cảnh nhất định, tức là biết cảnh dục giới nhất định có 25 tâm. Biết cảnh dục giới nhất định có 25 tâm ở ngoặc. Mười bảy tâm vô nhân trừ kháng ý môn. Cộng 8 tâm đại quả dục giới. Trong ngoặc lại.
17 tâm vô nhân trừ kháng môn cộng 8 tâm đại quả dục giới. Đại quả thiện dục giới đó. 8 tâm đại quả thiện dục giới thì cho rõ ràng ha. Đóng ngoặc lại là 25 là biết cảnh dục giới nhất định là có 25 tâm. Rồi đó, và biết cảnh nhất định phải không? Rồi bây giờ biết cảnh không nhất định, hai chấm, có 31 tâm. Mở ngoặc. Biết cảnh không nhất định, mở ngoặc. 31 tâm, mở ngoặc, 12 tâm bất thiện, cộng 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo. Cộng 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo. Chưa hết đâu, đâu đóng ngoặc nữa. 8 tâm dục giới tịnh hảo cộng kháng ý môn cộng 2 tâm thông, 31 tâm luôn mà. Cộng kháng ý môn cộng 2 tâm thông, 12 tâm bất thiện, 8 tâm dục giới tịnh hảo, 8 tâm duy tác dục giới tịnh hảo cộng kháng ý môn cộng 2 tâm thông. Cộng 2 tâm thông. Rồi đúng rồi ha. Thì, tổng cộng 56 tâm. Cứ ghi trước đi ha. Rồi tuần sau bắt đầu học ha. Tổng cộng 56 tâm. Tổng cộng 56 tâm, ghi đâu chậm dữ vậy. Nguyễn này ngủ gục thì sao trời. Rồi, tới số 10, giờ tới số 11. Cảnh đáo đại. Cái ghi vậy đây rồi, ghi vậy được rồi. Rồi tuần tới bắt đầu mình mới lôi ra mình học. Giờ ghi trước, đặng cho quý vị coi trước, cho biết cái đã. Trước, có cái sườn bài trước, mới học. Tuần sau mới tính, chứ giờ chưa tính đâu. Đó. Giờ ghi ra để có cái bài để coi trước, rồi có khái niệm gì đó trước. 11 là cảnh đáo đại. Mahakata Ramana. Ngày 55, 56. Rồi lại rồi phải không? Cái không nhất định là 31 tâm rồi phải không? 31 tâm ghi là 25 rồi sao? 51, 52 nữa. 31 với 25 là 56 nha. À. Vậy nó làm hết hồn. Ủa, nó kỳ chạy đâu trời. Tâm ăn gian, thêm mấy tâm ăn gian nữa. Được chưa? Đó, cái này đọc để cho chép thôi chứ không phải là học nha, đọc chép lại trước để cho quý vị coi trước mà, cho không sao thế mà. Rồi chưa? Rồi số 11 là cảnh đáo đại. Mahakata Ramana, cảnh đáo đại. Thôi. Chép đầu từ nha. Ok rồi. Cảnh đáo đại Mahakata Ramana. À, đọc từ ha. Chương 11. Rồi, đúng rồi, xả thôi. Chi pháp 20 chấm. Chi pháp 2 chấm. 27 tâm thiền cộng tâm sở phối hợp
chi pháp 27 tâm thiền cộng tâm sở phối hợp. Rồi, xa thấu. Biết cảnh nhất định, tức là biết cảnh đó đã nhất định đó, biết cảnh nhất định có 6 tâm. Biết cảnh lão đại nhất định, biết cảnh nhất định có 6 tâm mở ngoặc, 3 thức vô biên xứ cộng 3 phi tưởng phi phi tưởng xứ. Được chưa? Chậm vậy được chưa? Biết cảnh nhất định có 6 tâm, 3 thức vô biên xứ cộng 3 phi tưởng phi phi tưởng xứ. Lọc lát nó nát cái lương luôn. Rồi, biết cảnh không nhất định 2 có 31 tâm. Biết cảnh không nhất định 2 có 31 tâm mở ngoặc, 1 tâm rồi. Kháng y môn cộng 12 tâm bất thiện. Kháng y môn cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 thiện dục giới tịnh hảo cộng 8 di tác dục giới tịnh hảo cộng 2 tâm thông. Kháng y môn cộng 12 tâm bất thiện cộng 8 thiện dục giới tịnh hảo cộng 8 dục giới cộng 8 di tác dục giới tịnh hảo cộng 2 tâm thông. Chưa? Yeah. Rồi, xa thứ quá đẹp luôn. Là không nhất định ha. Rồi, giờ tổng cộng là 37 tâm, đúng không? Cộng là 37 không? 27 6 tâm nhất định và 31 tâm không nhất định là 37 tâm, đúng chưa? Rồi ha, đúng ha. Rồi cái số 12 là đủ cái phần C ha. Số 12. Cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn. Cảnh niết bàn, nibbanaramana, cảnh niết bàn. Số 12, cảnh niết bàn. Chi pháp 2. Nibbana, chi pháp 2. Nibbana và niết bàn, chi pháp 2. và niết bàn. Rồi, biết cảnh nhất định 2. có 40 tâm siêu thế. À, là biết cảnh niết bàn nhất định có 40 tâm siêu thế. Rồi, biết cảnh không nhất định có 11 tâm.
Sao bắt tôi đọc chậm, tôi đọc thành nhà quê dữ trời. Biết cảnh không nhất định, có 11 tâm. Quê thiệt chứ, đúng là quê, quê rình luôn. Mở ngoặc, kháng ý môn. Ghê quá à. Quá. Mở ngoặc, kháng ý môn, cộng tám thiện dục giới, hợp trí. Kháng ý môn, cộng tám thiện dục giới, hợp trí, cộng hai tâm thông. Rồi, vậy là biết cảnh nhất định và bất định tổng cộng có nhiêu? Quý vị ơi! Tổng cộng là có 51, xa thủ tổng cộng tâm có 51. Rồi, vậy là cái phần C là chúng ta có ghi xuống, note xuống nào, thì coi sơ sơ trước để nắm cái có cái khái niệm trước. Rồi tuần tới là mình học từ từ ha, học chậm chậm ha, rồi học được nhiều hay nhiều. Là nhóm C từ 10 cho tới 12, tức là cảnh dục giới, cảnh đáo đại và cảnh niết bàn. Và xong tới niết bàn là đắc luôn, là học tới đó là đắc luôn. Rồi hôm nay là chúng ta xong cái buổi học ha, và chuẩn bị bài mới để cho tuần tới ha. Rồi đó là cái buổi học hôm nay chúng ta đã hoàn mãn, do phước báo mà cầu mong cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp, an vui sức mạnh và sớm thành tựu chính trí, đồng điểm nhà cả thái. Nam mô Bồ Tát Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sư Thầy Giác. Rồi nhường mic lại cho MC nha. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân Quỳnh Kinh rất là nhiều, đã tăng tình chỉ dạy cho rung được học, và nhất là Nhật Quỳnh, người ngu thì cũng phải biết. Dạ, lần lần rồi cháu nó cũng nhừ, từ từ rồi cháu nó cũng nhừ. Dạ, cảm ơn Xích Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang. Dạ, sư có nghe được âm thanh con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh con, cho con xin một tín hiệu. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp, và chúng con cung thỉnh đại đức Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng chúng con được toàn bộ phước báo ạ. Uất tâm mang ghê na quan đề hằng ba đập phẳng sung và ruột tâm mang uất thể vô khắc đi tẩu đâu sâu buột thâu tham mà tu tăng mà mang con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng tham anh cha đu vị thăng qua răng tham mê vô kha ni tô đổ sơ tham mô cam ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Ủa tam ăn ghê na quan đề hằng sẵn khanh cha đu vị thót tam ăn sẵn khê vô kha li tô đổ sâu sẵn khô kham ma tu tăng ma măng con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con.
Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Trang từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bích Hai. Dạ, đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh của con không? Cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, vậy là sư không có trước máy rồi, sư không nghe được âm thanh con rồi. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tri Đức. Dạ, con cũng thỉnh ngài từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài Tri Đức ạ. Sao đây bây giờ quý vị? Quý vị cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Sao bây giờ đây? Dạ. Dạ thôi thì giờ mình tự biên tự diễn luôn phải không Quỳnh Kinh? Tự chút luôn nè. Dạ. Dạ thôi thì bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước đã học về dự pháp ngày hôm nay ạ. Không có quý sư chúc phúc thì bây giờ mình hồi hướng luôn. Dạ. Và đề quá ta sanh ti vi ha ra qua si ni thu bề khả rê bơ thi khả rê.